Công an tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh sàn giao dịch thương mại điện tử. Trước đó vào khoảng tháng 3 năm 2024, Công an tỉnh Cao Bằng nắm được thông tin Nguyễn Thị Tuyết Dâng, sinh năm 1990, trú tại thành phố Cao Bằng, giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Shopee, chiên khách hàng để gọi điện mời khách hàng kết bạn Zalo và hướng dẫn thực hiện các giao dịch, sau đó lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Ngày 11 tháng 5, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tuyết Dâng. Khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét, phát hiện tại nhà của Dâng thuê có 12 đối tượng đang kết nối gọi điện cho nhiều người để thực hiện hành vi phạm tội. Cùng ngày, tổ công tác của Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành bắt giữ 14 đối tượng tại thành phố Thái Nguyên đang có hành vi giả danh sàn thương mại điện tử để gọi điện mời khách hàng tham gia các hoạt động giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản tương tự như tại Cao Bằng.